Bản tin tổng hợp trưa ngày 10 tháng 9 Chúng hỏa tiến của Ukraine, xe tăng Nga bốc cháy dữ dội Ukraine tuyên bố đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở 10 thị trấn và làng mạc Nga tuyên bố đánh bại tan nát một tiểu đoàn của Ukraine ở Kharkiv Ngoại trưởng Mỹ Blinken nói Nga gánh chịu những tổn thất to lớn ở Ukraine Ukraine cam kết giúp đỡ người anh em Ba Lan bằng cách xuất khẩu điện. Nga lo lắng vì chiến đấu cơ Su-27 của Ukraine được trang bị hỏa tiễn hành trình của NATO. Ukraine cáo buộc Nga sát hại hai nhân viên nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Khủng hoảng năng lượng, theo một công ty khí đốt Đức bị đẩy đến bờ vực sụp đổ. Indonesia nghiên cứu ứng dụng sạc không dây cho xe điện trên cao tốc. Thủ tướng Anh diện kiến vua Charles đệ tam tại điện Buckingham. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết bản tin tổng hợp trưa ngày 10 tháng 9 của DKN TV. Kính thưa quý vị, một xe tăng được cho là thuộc lớp T-90M của quân đội Nga đã bị phá hủy do chúng hỏa tiễn chống tăng của Ukraine. Đoạn video được trang Defense Express đăng tải cho thấy các binh sĩ Ukraine đã tập kích và bắn cháy một xe tăng của quân đội Nga. Những hình ảnh từ video cho thấy xe tăng của Nga đã bị phát hiện khi đang khai hỏa tấn công các mục tiêu của quân đội Ukraine. Sau đó, các binh sĩ Ukraine đã tiến hành tấn công xe tăng Nga bằng các hỏa tiễn chống tăng Milan hoặc Tau do phương Tây viện trợ. Sau khi bị trúng đạn, xe tăng của Nga đã phát nổ và bốc cháy dữ dội. Các chuyên gia quân sự dựa trên các đặc điểm tại tháp pháo và nòng pháo đã cho rằng xe tăng bị bắn hạ nhiều khả năng là một siêu tăng T-90M của quân đội Nga. Nếu như những nhận định này là đúng thì đây sẽ là siêu tăng T90M thứ ba của quân đội Nga bị loại khỏi vòng chiến đấu trong cuộc xâm lăng Ukraine. Trang tin quân sự Avia của Nga cũng công bố đoạn video xe tăng bị phát nổ nhưng không nói rõ chiếc xe tăng là của bên nào. Trước đó, hai xe tăng chiến đấu chủ lực T90 của Nga đã bị quân đội Ukraine phá hủy tại các khu vực Kharkiv và Izyum. Xe tăng T90 được phát triển trong thời hậu Xô Viết. Đây là phiên bản nâng cấp của xe tăng chiến đấu chủ lực T72 và được trang bị nhiều công nghệ mới. Nó có tốc độ tối đa là hơn 60 km/h, được trang bị súng máy PKTM 6P7K 7,62mm gắn trên tháp pháo và có tầm hoạt động 550 km, sử dụng động cơ diesel V12. Các dòng T-90 được xem là xe tăng hiện đại hàng đầu trong kho vũ khí của Nga với giáp phản ứng nổ tiên tiến, hệ thống phòng vệ và hệ thống điều khiển hỏa lực hiệu quả giúp nó có thể bắn xa và chính xác hơn vào mục tiêu của đối phương. Tiếp tục một báo cáo từ phía Ukraine. Vào hôm thứ Sáu ngày 9 tháng 9, lực lượng vũ trang của Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi thành công các cuộc tấn công của Nga ở 10 thị trấn và làng mạc khác nhau. Trong khi đó, các lực lượng chiếm đóng Nga đã thực hiện hơn 12 cuộc tấn công hỏa tiễn và 12 cuộc không kích trong ngày. Trong một báo cáo, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã cho biết, trong ngày, máy bay Nga đã thực hiện hơn 40 lần xuất kích và thực hiện hơn 12 cuộc tấn công hỏa tiễn và hơn 12 cuộc không kích vào các mục tiêu khác nhau ở Ukraine. Các cuộc tấn công này đã làm hư hại cơ sở hạ tầng ở các khu vực trong và xung quanh Veliky Prokhody, Stavrovirivka, Yurivka, Temirivka, Teknovi, Podi, Shukhi Stavok, Baknivok và Bilohoyka. Ngoài ra, quân đội Nga tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự ở trên nhiều mặt trận khác nhau bằng cách sử dụng pháo, xe tăng và xe bọc thép. Báo cáo của Ukraine cũng cho biết, các lực lượng của Nga đã khai triển máy bay không người lái để trinh sát trên không trên diện rộng, thực hiện tổng cộng hơn 60 lần xuất kích. Tinh thần và tình trạng tâm lý của các binh sĩ Nga được Ukraine đánh giá là đang đi xuống rõ rệt. Và các trường hợp đào ngũ ngày càng phổ biến hơn do quân đội Nga phải hứng chịu những tổn thất đáng kể. Nga vẫn chưa bình luận về các báo cáo này. Còn ở diễn biến khác, Nga tuyên bố họ đã đẩy lùi cuộc tấn công của một tiểu đoàn của Ukraine ở Malaya Kamishevaka thuộc vùng Kharkiv. Cụ thể, hôm 19 tháng 9, trang tin quân sự Avia Pro của Nga đã nói rằng, sau một màn đụng độ bất ngờ giữa quân đội Nga và quân đội Ukraine tại khu vực Malaya Kamishevaka, một đơn vị Ukraine đã phải chịu thất bại tan nát, mặc dù có quân số đáng kể. Trang tin Avia của Nga nói, hóa ra quân đội Nga đã đánh bật cả một tiểu đoàn của quân đội Ukraine, gồm 6 xe tăng và 4 xe bọc thép. Thông tin này do phóng viên chiến trường người Nga Alexander Kos cung cấp. Theo một phóng viên quân sự Nga, tình hình rất khốc liệt. Tuy nhiên, quân đội Nga đã đánh bật lực lượng Ukraine và chỉ huy của Ukraine đã phải kêu cứu. Quân đội Ukraine vẫn chưa bình luận về báo cáo này. Tuy nhiên, trong một tuyên bố vào hôm ngày 9 tháng 9, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các lực lượng vũ trang của Ukraine đã giải phóng và kiểm soát hơn 30 địa phương ở vùng Kharkiv. Bộ này cũng đăng tải video cho thấy xe tăng cắm cờ Ukraine băng băng trên đường ở Kharkiv nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân địa phương. Những hình ảnh cho thấy người dân vẫy tay, vui mừng và xúc động khi nhìn thấy các binh sĩ Ukraine. Chuyển sang một diễn biến khác. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm thứ Sáu ngày 9 tháng 9 đã nói rằng việc Tổng thống Vladimir Putin gửi quân tiếp viện đến Kharkiv của Ukraine đã cho thấy những tổn thất to lớn mà lực lượng của Nga đang phải gánh chịu trong cuộc chiến này. Ông Blinken nói, có một số lượng lớn các lực lượng của Nga đang ở Ukraine và thật không may, thật thảm khốc. Tổng thống Putin đã chứng minh rằng ông sẽ ném rất nhiều người vào cuộc chiến này với cái giá rất đắt cho tương lai của đất nước. Ông Blinken cũng đã đưa ra bình luận này khi trao đổi với các phóng viên tại trụ sở NATO ở Bruxelles sau cuộc hội đàm với Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đăng tải đoạn video ghi lại cảnh họ điều động binh sĩ và khí tài tới Kharkiv. Đoạn video cho thấy các đoàn khí tài quân sự di chuyển ở trên đường. Chuyển sang một diễn biến đáng chú ý trên mặt trận năng lượng. Tổng thống Ukraine Zelensky đã nói rằng Ba Lan đã yêu cầu Ukraine giúp đỡ về điện và ông cũng cam kết chính quyền Kyiv sẽ cung cấp cho Ba Lan. Trong bài phát biểu qua video vào hôm thứ Sáu, ông Zelensky đã nói rằng Ba Lan đã yêu cầu chúng tôi giúp đỡ trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là xuất khẩu điện. Tất nhiên, chúng tôi sẽ cung cấp điều này. Chúng tôi sẽ luôn giúp đỡ những người anh em Ba Lan của chúng tôi, những người đã giúp đỡ chúng tôi kể từ những ngày đầu tiên. Ba Lan là quốc gia thành viên của NATO và là một trong những quốc gia viện trợ quân sự hàng đầu cho Ukraine sau khi Nga xâm lược nước láng giềng hồi cuối tháng 2. Ba Lan đã ngừng cấp thị thực cho công dân Nga và cũng kêu gọi toàn Liên minh châu Âu-EU áp dụng chính sách tương tự. Vaksava cũng đề nghị Mỹ và NATO hỗ trợ quân sự do lo ngại chiến tranh ở Ukraine vượt ra ngoài biên giới. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương vào hôm ngày 7 tháng 9 vừa qua, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan, Marcin Ociepa đã cảnh báo Ba Lan phải chuẩn bị bởi vì nước này có thể rơi vào xung đột quân sự với Nga trong vòng từ 3 đến 10 năm tới. Thứ trưởng Ociepa nhấn mạnh rằng trong thời gian đó, chúng ta nên trang bị cho quân đội Ba Lan nhiều nhất có thể. Chuyển sang một diễn biến khác. Thưa quý vị, các chiến đấu cơ Su-27 của Ukraine đã được trang bị để phóng hỏa tiễn hành trình AGM-84 và AGM-88 theo tiêu chuẩn của NATO. Điều này khiến Nga lo ngại. Trang tin quân sự Avia Pro của Nga hôm ngày 9 tháng 9 đánh giá, điều này sẽ cho phép không quân Ukraine tiếp cận không giới hạn hỏa tiễn của các nước NATO với tầm bắn tối đa các mục tiêu trên biển và mặt đất ở khoảng cách lên tới 280 km và cả các mục tiêu trên không lên đến 240 km đáng chú ý theo Aviapro là cho đến nay chỉ có Israel mới có công nghệ để giúp các chiến đấu cơ do Liên Xô chế tạo có khả năng phóng các hỏa tiễn hành trình theo tiêu chuẩn của NATO. Trang Avia cũng công bố một bức ảnh cho thấy một chiếc Su-27 của Ukraine đã được nâng cấp và được trang bị phiên bản không xác định của hỏa tiễn hành trình AGM-88 có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất, trên biển và cả trên không. Một hướng dẫn tương tự cũng được sử dụng để phóng hỏa tiễn hành trình AGM-84 Harpoon, có tầm bắn lên tới 280 km. Theo các báo cáo, cho đến thời gian gần đây, Ukraine mới chỉ hiện đại hóa máy bay chiến đấu MiG-29. Nhưng với sự xuất hiện của Su-27 có khả năng mang hỏa tiễn tiêu chuẩn NATO, trang tin quân sự của Nga Avia đánh giá, tình hình có thể sẽ xấu đi đáng kể cho các lực lượng của Nga. Tin tiếp theo Người đứng đầu cơ quan năng lượng hạt nhân Ukraine hôm ngày 9 tháng 9 đã cáo buộc lực lượng Nga kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã giết chết hai nhân viên tại cơ sở này, đồng thời giam giữ và hành hạ hàng chục người khác. Zaporizhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu, đã bị quân đội Nga chiếm đóng kể từ hồi tháng 3. Cuộc chiến gia tăng xung quanh nhà máy này trong những tuần gần đây đã làm dấy lên lo ngại về một thảm họa hạt nhân khi cả Moscow và Kyiv đều đổ lỗi cho nhau về các cuộc pháo kích vào nhà máy này. Trao đổi với hãng tin AFP vào hôm thứ Sáu, ông Petro Kotin, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Hạt nhân Ukraine đã nói rằng Hai người đã bị đánh chết. Chúng tôi không biết khoảng 10 người hiện đang ở đâu. Họ đã bị người Nga bắt đi và sau đó chúng tôi không có thông tin gì về nơi ở của họ. Theo ông Kotin, khoảng 200 người đã bị lực lượng Nga giam giữ. Ông mô tả tình hình hiện tại tại nhà máy này là rất khó khăn, với lý do nhân viên của nhà máy bị tra tấn và bị đánh đập. Nga vẫn chưa lên tiếng về cáo buộc này của Ukraine. Vào tuần trước, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế của Liên Hợp Quốc IAEA đã cử một phái đoàn gồm 14 chuyên gia đến nhà máy điện hạt nhân và công bố một báo cáo sau chuyến thị sát. IAEA trong báo cáo của mình đã kêu gọi thiết lập ngay lập tức một khu vực bảo vệ an ninh và an toàn hạt nhân xung quanh nhà máy này vì nó đang đối mặt với một tình huống nguy hiểm về điều này ông cô tin cho biết nếu đây là việc phi quân sự hóa nhà máy hạt nhân chúng tôi hoàn toàn ủng hộ nếu đó là việc tạo ra một số khu vực an ninh với sự kiểm soát chung cùng với người nga thì đây tất nhiên là một quyết định không thể chấp nhận được đối với chúng tôi ông cho biết thêm chúng tôi sẽ kiên quyết tạo ra một khu vực phi quân sự xung quanh nhà máy bao gồm cả sự tham gia của các nhóm gìn giữ hòa bình ông putin cũng kêu gọi các đối tác quốc tế cần gây nhiều áp lực để nga đáp ứng các điều kiện mà chính quyền ukraine và cả iaea đã đưa ra quan chức của ukraine cũng nói rằng tất cả các đường dây điện kết nối với nhà máy đã bị cắt đứt do hậu quả của vụ pháo kích và lò phản ứng duy nhất vẫn còn hoạt động đang hoạt động ở mức công suất rất thấp theo ông nếu những đường dây điện này không được khôi phục thì nhà máy sẽ chuyển sang chế độ mất điện và chỉ có thể dựa vào động cơ diesel để làm mát vật liệu hạt nhân Người đứng đầu IAEA trong khi đó vào hôm thứ Sáu đã lặp lại quan điểm, nói rằng các cuộc pháo kích gần đó đã gây ra mất điện ở Enerhoda và ảnh hưởng đến hoạt động an toàn của cả nhà máy. Tổng giám đốc Rafael Grossi trong một tuyên bố trên mạng xã hội đã mô tả vụ pháo kích gần đây là một sự phát triển mạnh mẽ. Ông nói điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được, nó không thể đứng vững. Chuyển sang một diễn biến quốc tế đáng chú ý sau đây khủng hoảng năng lượng theo một công ty khí đốt của Đức bị đẩy đến bờ vực sụp đổ. Thưa quý vị, công ty khí đốt VNG của Đức, một trong những công ty nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga lớn nhất tại Đức, vào ngày 9 tháng 9 đã nộp đơn xin cứu trợ từ chính phủ để duy trì tồn tại. Đây là công ty năng lượng mới nhất tại Đức cầu cứu chính phủ trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng do Nga siết nguồn cung khí đốt. Cho đến trước khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine nổ ra, VNG vẫn là một doanh nghiệp khỏe mạnh, đóng góp vào an ninh nguồn cung khí đốt của nước Đức. VNG, công ty có hơn 74% thuộc sở hữu của tập đoàn Tiện ích NBV, cho biết tác động của cuộc chiến tranh này lên thị trường năng lượng đã đẩy VNG vào tình trạng tài chính ngày càng nghiêm trọng mà lỗi không phải là do chúng tôi. Người phát ngôn của Bộ Kinh tế Đức cho biết, bộ này sẽ xem xét đơn xin cứu trợ của VNG. Hồi tháng 7 vừa qua, công ty tiện ích khổng lồ Juniper của Đức cũng đã nhận được một gói cứu trợ trị giá tổng cộng 19 tỷ euro, tương đương với khoảng 19,18 tỷ đô la Mỹ để ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng. Cũng giống như Juniper, VNG chịu ảnh hưởng nặng nề khi nguồn cung khí đốt từ Nga giảm mạnh. buộc công ty này phải mua khí đốt từ các nguồn khác với mức giá cao ngất ngưỡng trên thị trường giao ngay. Tập đoàn VNG có hai hợp đồng khí đốt dài hạn với Nga, cung cấp tổng cộng 100 TWh, trong đó, một hợp đồng 35 terawatt giờ ký trực tiếp với tập đoàn năng lượng quốc doanh Gazprom của Nga và sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Theo đại diện VNG, hợp đồng này có thể sẽ dẫn tới khoản lỗ khoảng 1 tỷ euro trong năm 2022, kể cả khi các công ty năng lượng Đức được phép chuyển phần chi phí tăng lên sang cho khách hàng kể từ ngày 1 tháng 10. Tuy nhiên, khoản lỗ này vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của công ty. Vấn đề lớn hơn lại nằm ở hợp đồng 65 terawatt giờ với Schiffer, trước đây có tên gọi là Gazprom Germania, bị Gazprom từ bỏ hồi tháng 4 và sau đó do chính phủ Đức tiếp quản. Hợp đồng này đã không được thực hiện một cách nhất quán kể từ giữa tháng 5 và việc này dường như khó có thể đạt được trong tương lai gần theo một hình thức mang lại hiệu quả về mặt kinh tế cho VNG, công ty của Đức cho biết thêm. Việc các hợp đồng không thực thi đồng nghĩa với VNG phải mua khí đốt từ nguồn khác với giá cao hơn đáng kể. Nhưng sau đó, họ lại phải cung cấp cho khách hàng với giá thấp hơn nhiều theo điều khoản trong hợp đồng từ trước. Điều này sẽ khiến cho VNG rơi vào cảnh thiếu tiền mặt trầm trọng. Công ty mẹ NBV vào tháng trước đã ước tính tổng thiệt hại từ hai hợp đồng này lên tới vài tỷ euro. Theo thông cáo của NBV, việc xin cứu trợ từ chính phủ nhằm duy trì hoạt động cho công ty, đồng thời cũng giải quyết khoản lỗ lũy kế hiện tại và phát sinh từ việc tìm kiếm nguồn cung thay thế khí đốt. Chuyển sang một số tin tức quốc tế đáng chú ý sau đây. Indonesia nghiên cứu ứng dụng sạc không dây cho xe điện trên cao tốc. Thưa quý vị, thủ đô mới Nusantara trên đảo Kalimantan của Indonesia sẽ xây dựng các làn đường trang bị hệ thống sạc không dây. Ông Danis Hidayat Sumadilaga, quan chức thuộc lực lượng đặc nhiệm phát triển cơ sở hạ tầng cho thủ đô mới cho biết, Nusantara sẽ cấm phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch và phải sử dụng các phương tiện chạy bằng điện. Theo ông Danis, hiện tại trên thế giới đã có nhiều quốc gia khai triển và thử nghiệm hệ thống làn đường sạc điện. Ngoài hệ thống này, Nusantara được cho là sẽ áp dụng nhiều công nghệ thông minh và bền vững. Trước đó, Tổng thống Joko Widodo đã thông báo chỉ các phương tiện chạy bằng điện mới được phép hoạt động ở thủ đô mới Nusantara nhằm giữ cho môi trường không bị ô nhiễm và những người sử dụng phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch sẽ không được phép di chuyển vào khu vực này. Trong khi đó, Tổng cục trưởng Vận tải Đường bộ thuộc Bộ Giao thông Vận tải Budi Setigadi đã cho biết Nusantara sẽ sử dụng ô tô tự hành làm phương tiện di chuyển, đồng thời sẽ hạn chế các phương tiện cá nhân. Indonesia công bố kế hoạch chuyển thủ đô khỏi đảo Java vào tháng 4 năm 2019. Vài tháng sau đó, tổng thống Widodo đã công bố hai huyện Bắc Penajam Paser và Kutai Kartanegara thuộc tỉnh Đông Kalimantan được lựa chọn là địa điểm đặt thủ đô mới. Theo quy hoạch, Nusantara sẽ đóng vai trò là trung tâm hành chính của Indonesia, trong khi Jakarta, thủ đô hiện tại và là nơi sinh sống của trên 10 triệu dân, sẽ vẫn là trung tâm kinh tế và tài chính. Nusantara sẽ được quản lý như một khu tự trị trên cơ sở hiến pháp. Người đứng đầu chính quyền thủ đô mới sẽ mang hàm bộ trưởng nội các. Trong tiến trình xây dựng thủ đô mới, Indonesia đã và đang lên kế hoạch ứng dụng nhiều công nghệ vào thành phố này. Tin tiếp theo, Thủ tướng Anh diện kiến vua Charles Đệ Tam tại cung điện Buckingham. Thưa quý vị, cuộc gặp đầu tiên của vua Charles Đệ Tam trên cương vị quốc vương là với thủ tướng Liz Truss tại cung điện Buckingham vào ngày 9 tháng 9 vừa qua. Tại cung điện Buckingham, vua Charles Đệ Tam nói chuyện với bà Liz Truss trước khi gửi thông điệp tới toàn quốc vào 18 giờ ngày 9 tháng 9 theo giờ địa phương. Trước đó, vua Charles Đệ Tam đã gặp gỡ và trò chuyện với người dân tập trung trước cung điện Buckingham. Ông cũng được một vài người ủng hộ hoàng gia tặng hoa bà Lichus đã gọi điện cho vua vào tối ngày 8 tháng 9 sau bài phát biểu tại phố Browning sau tin tức nữ hoàng Elizabeth đệ nhị băng hà. Tân vương Charles đệ tam sẽ chính thức đăng quang sau khi dự cuộc họp từ hội đồng đăng cơ dự kiến diễn ra vào sáng ngày 10 tháng 9. Sau khi lên ngôi, vua Charles đệ tam và thủ tướng Lichus sẽ gặp nhau vào tối thứ ba hàng tuần để trao đổi về các vấn đề của đất nước. Trong 70 năm trị vì, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã có các cuộc gặp gỡ với 15 đời thủ tướng và đã xây dựng mối quan hệ đặc biệt với tất cả họ. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trưa ngày 10 tháng 9 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại!